cái lần đầu tiên mà con gặp anh này là con đang đối hữu ở trong quầy, thì khi mà con ngẩng lên thì đúng là như kiểu là gặp tiếng sét ái tình ấy. Là đúng con gặp cái anh này đẹp trai quá, mà đúng là cái gu của mình rồi. Mày up cái ảnh mà mặc cái con nhớ như in là mặc cái áo hai dây màu trắng ngược ở đây thì nhìn trông nó cũng Azi ngon phết. Là phải cải thiện cái tần suất mà hai vợ chồng gần gũi với nhau. Về theo cái cữ của con, vì là con là cũng hơi nguyên tắc một tí trong cái đấy, nó không hiểu sao nó cứ đến cái ngày là nó tự nhiên nó lên cữ, nó như kiểu bị nghiện ấy. Như là thật khó biểu hả? Đúng rồi ạ, cứ 4 ngày là con bắt đầu là lên cữ, là okay. Đến ngày thứ 3 là không thấy gì đâu, nhưng mà bước sang ngày thứ 4 phát tự nhiên người nó dạo được, nó nóng rồi nó là con không hiểu sao luôn. Sài Gòn hơi nóng nên là con mang sản phẩm là chè Trang Hy của con lên cho cô chú thử. Wow. Ủa là hai đứa lập mờ là bán chè hả? Dạ vậy. Trời ơi. Trang Hy. Chè này là tôi biết nè. Em ơi, ơi hiền gặp lại. Thực sự là chú Thuận á đang rất là thèm. Thay mặt chương trình, thay mặt tất cả mọi người á, cảm ơn hai đứa nha. Mọi người ơi, đây là chè Trang Hy nha mọi người. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận. Em tên là Trần Triệu Thu Hiền. Hiện tại thì em đang kinh doanh thương hiệu chè Trang Hy ạ. Dạ năm nay con 35 tuổi ạ. Con giới thiệu về mình đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Tên con là Đặng Ngọc Anh, năm nay con 34 tuổi. Con quê ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Con là CEO and founder của chuỗi chè Trang Hy. Ủa gì, hai đứa chắc là làm chung với nhau rồi, chắc quen nhau chị. Hai đứa quen nhau là sao? Nói chung là nếu mà nói chữ duyên phận là nó cũng có lý của nó đấy. Con thì ở Thái Bình và vợ con thì ở Điện Biên. Là hai nơi mà nó không có liên quan gì với nhau, mà cũng không có bạn bè chung thân thiết gì với nhau. Con nhớ hồi đó thì khi mà con mới ra trường, ngày xưa con học trường xây dựng khoa kiến trúc, thì con mới ra trường thì con có ở Cầu Giấy Hà Nội, ở đó để sinh sống và làm việc. Thì trên cái đường con đi làm về thì nó con hay tạt, buổi trưa thì con ở một mình nên con hay đi ăn cơm bụi hoặc là đi ăn cơm quán ấy. Thì lại có một cái quán mà nó khá là sạch sẽ, cơm văn phòng, con mới vào con ăn. Thì đấy chính là cái quán mà của hội bạn của vợ con để mở ra. hay cổ sao? Cái hồi đó thì con đi làm xây dựng nó cũng khá là mệt. Thế là buổi trưa con phải rất là tranh thủ thời gian. Thế là con đi ăn là con rất là tập trung vào ăn. Thế con không có chú ý những thứ khác. Nhưng mà cho đến khi mà bởi vì sức ăn của con rất là khỏe. Thì con ăn hết cái phần cơm đấy rồi. Và con gọi là cho anh mua thêm phần cơm. Quản lý mang thêm cơm thì lại mang thêm cả miếng thịt nữa. thế là lúc đấy mới bắt đầu chú ý bảo sao quái lạ quán này hay thế nhỉ, sao gọi cơm mà lại còn được thêm cả thịt. Không biết là tính tiền thịt không, nhưng mà rất may là không tính tiền thịt. Tại sao lại thêm miếng thịt trong khi người ta chỉ cần cơm thêm? Anh nói như vậy là bây giờ các bạn của em mà mở cái quán đi ra là các bạn ghét em lắm đấy. Hồi đấy thì con đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì lúc đấy là con cũng chưa có việc làm. Thì ba người bạn đại học của con mới mở ra cái quán đấy, hùn vốn chung mà các bạn lại phải đi làm công sở, các bạn không có thời gian quản lý. Thì các bạn biết là con có năng khiếu trong cái việc là nấu nướng, thì các bạn rủ con ra Hà Nội là làm quản lý trong lúc chờ cái việc ở trong Sài Gòn thôi. Cái quán đấy thực ra là quán cà phê, nhưng mà bởi vì là bán ế quá nên là bọn con bán thêm cơm. Cái lần đầu tiên mà con gặp anh này là con đang lúi húi ở trong quầy, thì khi mà con ngẩng lên thì đúng là như kiểu là gặp tiếng sét ái tình ấy. Là đúng con gặp cái anh này đẹp trai quá, mà đúng là cái gu của mình rồi. Là anh này đúng là kiểu là định mệnh của đời mình rồi, là con cảm thấy rất là thích rồi. Lúc đấy là con ấn tượng mãi, đến tận bây giờ con vẫn nhớ hình ảnh trong đầu, đó là anh ấy mặc một cái quần đỏ, một cái áo màu vàng, hai cái màu nó không hề liên quan gì đến nhau. Cái tóc của anh ấy là anh làm kiến trúc sư mà, cho nên là cái tóc anh ấy dài và anh hất ngược lên, anh buộc đằng sau và anh đi con SH rất là ngầu và rất là cá tính. Thì đấy là cái gu của con. Mặt mũi rất là đẹp trai, anh đẹp trai bây giờ rất là nhiều. Bây giờ là con dùng là hơi hao. Thì mỗi lần anh ấy xin thêm cơm thì anh này cũng hơi được cái là cũng có duyên quá cơ. Quán người ta kinh doanh xin thêm cơm, ăn cơm miễn phí cơm thôi, thì anh lại xin thêm cho anh xin thêm tí nước thịt để anh ăn với cơm. Thì bây giờ đưa nước thịt ra thì ngại quá, chả lẽ lại không thả miếng thịt vào đúng không ạ? Chứ thực ra cũng không phải là con cố tình đâu ạ. Nhân đây xin giải thích với cả các bạn đại học là như thế. Từ lúc mà con dậy thì đến giờ thì con rất nhiều bạn gái, chưa cô đơn ngày nào cả. Vì là tính con là hơi sống hơi tình cảm nên là con rất sợ cô đơn. Bình thường là các bạn gái ngày xưa ấy là xin số con nhiều, bởi vì ngày xưa người con nó rất là đẹp. Con ví dụ như nhắn tin xin số là anh ơi cho em làm quen, anh ơi cho em số này kia là con không trả lời. Kể cả gặp mặt mà nói chuyện như thế là con không trả lời. Bởi vì là con đánh giá con thích những người phụ nữ thông minh. Thì bạn vợ con lại xin số một cách rất là thông minh, biết tìm hiểu con trước là con làm kiến trúc sư, thì mới nói là anh ơi bây giờ nhà bà em sắp xây thì anh có làm xây dựng thêm không, nếu anh làm thêm thì cho em cái contact để em về em xem là nhớ đâu mà có nhận công trình thì em giới thiệu cho anh. Một con biết thừa là bạn ấy đang xin số rồi, nhưng mà con rất là thích phụ nữ thông minh và con đánh giá rất là cao cái sự tinh tế đấy. Thì con đồng ý, con cho số điện thoại liên lạc. Khi đấy anh hỏi con là bây giờ em muốn xin số điện thoại hay là xin Facebook, thì con bảo là xin số điện thoại không thể nào thả thính được, ta phải cao thủ hơn, ta xin Facebook để hàng ngày ta up ảnh thả thính lên. Thì đàn ông mà mật có mật nào ngọt mà không chết ruồi đâu ạ. Thì con xin contact Facebook của anh ấy, sau đấy là con cũng không nhắn tin trước gì đâu ạ. Ngày nào cũng up ảnh rất là vu vơ thả thính, mặc những bộ quần áo nó vừa kín nó vừa hở đấy. Để thu hút cái sự chú ý của anh ấy. Thì đến một ngày đẹp trời anh ấy cũng chủ động nhắn tin cho con thật.
Lúc đấy thì cái quán nó phá sản rồi ạ, tại vì chỉ tồn tại được có 3 tháng thôi. Khi nó phá sản thì anh nhắn tin là: em ơi, quán của em đi đâu rồi, chuyển đi đâu rồi, anh muốn tìm ăn cơm mà không có. Có câu chuyện để bọn em bắt đầu là, bọn con bắt đầu là nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà lúc con vô Sài Gòn làm chưa hay là vẫn còn ở Lúc đấy là con vẫn đang ở Hà Nội một vài ngày, con ở Hà Nội chơi thêm ấy ạ. Con là được bố con nhồi vào đầu cái tư tưởng là bố con là chỉ thích lấy vợ cao thôi. Thế bố con bảo là trên 1m6 thì mới được đưa về đây, bằng dưới 1m6 là đừng có đưa về. Thế cho nên là đối với con thì con cứ mặc định là tiêu chuẩn của con là phải trên 1m6 cơ. Cho nên là khi mà gặp vợ con thì con không có chú ý lắm là bởi vì như thế. Nhưng mà sau khi kết bạn Facebook với nhau xong thì bạn này lại có một cái rất là hay, đó là bạn ấy up cái ảnh hay đi tập gym. Mà con thì là dân yêu tập gym. Cho nên là khi mà nhìn thấy một cái ảnh tập gym như thế thì mặc định là mình sẽ hay like và mình comment với các thứ. Bạn này up cái ảnh mà mặc cái, con nhớ như in là mặc cái áo 2 giây màu trắng. Ngược ở đây thì nhìn trông nó cũng Aji ngon phết. Thì con mới bắt đầu chú ý là từ cái lúc mà con nhìn cái bức ảnh đấy là con bắt đầu chú ý. Thật ra là con cũng có tìm hiểu anh này rồi ạ. Con vào con xem tiểu sử học trường gì, rồi là sinh năm bao nhiêu. Con biết là anh này ít tuổi hơn con, nhưng anh cố tình bốc phét là anh ấy nhiều tuổi hơn con. Thế xong rồi là con cũng biết là anh thích tập gym. Nên là con cũng thả thính như vậy ạ. Thôi bây giờ tới cái phần này đi, đến cái phần khui tật xấu đó. Khi mà mới lấy nhau ấy thì con cũng thấy hơi hụt hẫng một tí. Cái lúc trước ấy là vợ con là rất là chăm chỉ, chịu khó rồi làm mọi việc. Bởi vì ngày xưa ấy, cái lúc mà con quen nhau, con biết là vợ con ở trong Sài Gòn ấy, ở một nhà bác. Mà vợ con kể là sáng nào cũng 6 giờ phải dậy lau hết nhà cửa chuẩn bị. Thì anh có thấy là người ta câu cá rồi người ta có thả mồi vào mồm cá nó không ạ? Thế là cái tính đầu tiên ấy là vợ con hơi bừa, đồ đạc cứ vứt lung tung beng không nhớ. Nó rất là bực, mỗi lần vợ con vào nhà vệ sinh xong thì đầu tiên là ướt rượt nhà vệ sinh. Là sau con cố tình ạ, con cố tình vì anh đánh rất là ghét nên là càng nói con càng cố tình như thế. Bây giờ vẫn vậy đúng không? Dạ vâng ạ, bây giờ thì con đỡ hơn một chút tại vì anh không thèm nói nữa. Thì mình lại tự cảm thấy là thôi mình thử sửa một tí. Cái đồ mà dùng ở nhà vệ sinh ấy thì cứ dùng xong là để luôn, dùng xong để luôn. Cái đồ gì dùng xong là sẽ để ngay tại chỗ. Đấy, nghĩa là có một cái thói quen là dùng xong là để tại chỗ. Tiền và lời đó, tiền và lời. Chứ còn không có vứt rác. Tiền cũng thế mà tiền cũng hay bị vứt lung tung. Và cái chuyện mà cãi nhau nhiều nhất mà đến bây giờ thi thoảng vẫn hay cãi nhau, đó chính là vợ con rất là hay lo xa về cái chuyện đi đứng thời gian. Ví dụ như cái chuyện là ra sân bay đi, thì con bảo là ra sân bay thì mình chỉ căn giờ, bởi vì con rất là chuẩn giờ. Con có thể tính được chính xác là từng phút một luôn, con đi đâu, con hẹn ai, bao giờ con đi trước 5 phút và rất là chuẩn giờ. Nhưng mà vợ con thì hay lo quá, nên lúc nào cũng phải đến sớm, thật là sớm. Ví dụ như đi sân bay đi, cứ bắt đến sớm trước một tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Mà xong rồi con cứ ngồi vạ vật ở sân bay thế này, con chán, cứ bảo là tại sao mình không đến căn đúng giờ, à mình cũng căn, mình gọi là mình dư nửa tiếng thôi. Xong rồi mình vào mình ngồi nửa tiếng rồi xong mình đi, thì vợ con bảo là không. Nhớ đâu nó có trường hợp thì máy bay nó trễ rồi, nó đủ thứ trên đời rồi, nó xếp hàng dài thì sao. Nhưng mà từ lúc bay giờ đã bao giờ như thế đâu. Lo xa nhưng mà nó xa lắm ạ. Tại vì bố con là quân đội cho nên là từ bé con nó rèn rũa kỷ luật rất là tốt ạ. Xong rồi có lần là con phải đợi 3 tiếng đồng hồ ở sân bay. Nó cứ vạ vật ở sân bay thì con rất là mệt. Ví dụ như con không biết tính toán này, nhưng mà con lại học rất là giỏi toán, cho nên là con căn giờ rất là chuẩn. Mà mình đã biết là như thế rồi nhưng mình vẫn phải đi gọi là sớm hẳn hơn để mình chiều tự ý vợ mình, nó rất là khó chịu. Và có những lần đỉnh điểm cãi nhau là thôi mà anh tự đi đi. Mỗi người đi một taxi ra sân bay riêng ạ. Khó luôn ạ, và không nhìn mặt nhau luôn ạ. Chị Nguyễn, chuyện ông này là tính rất là chính xác. Con cũng đồng ý là đi theo cái giờ của anh ý, nhưng con lại chơi chiêu là ví dụ như 7 giờ đi thì con sẽ nói lên là 7 rưỡi, con sẽ nói lố lên một chút. Điêu giờ lên tí. Đúng rồi, con điêu giờ lên một chút đấy ạ. Mà ông này thì lại thích cái gì đó chuẩn xác. Vâng, thì cho anh chuẩn thôi. Đó, con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Có hai thứ con muốn vợ con nếu có thể thay đổi được thì tốt. Đầu tiên ấy là phải cải thiện cái tần suất mà hai vợ chồng gần gũi với nhau. Vậy theo cái cữ của con, vì là con là cũng hơi nguyên tắc một tí trong cái đấy, nó không hiểu sao nó cứ đến cái ngày ấy là nó tự nhiên nó lên cữ, nó như kiểu bị nghiện ấy. Như là thật khó biểu hả con? Đúng rồi ạ, cứ 4 ngày là con bắt đầu là lên cữ, là 4 ngày. Đến ngày thứ 3 là không thấy gì đâu, nhưng mà bước sang ngày thứ 4 phát tự nhiên người nó dạo rực, nó nóng rồi nó là con không hiểu sao luôn ấy. Chưa sinh em bé thì vợ con gọi chung là tần suất nó rất là hợp nhau, nó hợp nhau thôi rồi luôn. Nhưng mà sau khi đẻ con xong thì hay bị các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Còn cái thứ hai là con cũng có một nguyện vọng là vợ con ngày xưa ấy là con rất là mê vợ con nấu ăn cho con. Đến bây giờ thì toàn là bà nội nấu ăn thôi. Mà bà nội nấu ăn thì bao giờ bà nội cũng phải nấu ăn theo khẩu vị của ông. Đúng rồi. Chứ không thể nào nấu ăn theo khẩu vị của con được. Người ta phải nấu cho chồng người ta chứ. Thế cho nên là con rất là ước mong là một tháng vợ con hồi lại cái phong độ ngày xưa, thì nấu ăn một tháng một lần thôi. Thôi hợp lý nha. Đây rồi, tới con đó. Cái nhu cầu của anh ấy quá là cao. Mỗi lần anh ấy đi uống rượu bia về và là anh lại đòi. Anh đòi chuyện đấy, và đỉnh điểm là có một lần anh ấy đòi và con không cho, lúc đấy là mới lấy nhau. Anh đập vỡ hai cái điện thoại. Và anh đập vỡ hai cái điện thoại ấy xong thì con cũng bỏ đi Đà Nẵng chơi 3 ngày. Con nhắn tin cho mẹ chồng con bảo là bây giờ mẹ trông con cho con không thể ở cạnh con trai mẹ một giây phút nào nữa. Mẹ chồng con mới nói rằng là ok con đi đi. Thì sau 3 ngày đấy thì anh ấy nhắn tin cho con, anh bảo là hồi đấy mới ra iPhone X. Anh đập điện thoại của con mà, anh nhắn tin cho con là bắn tin thôi ạ, cũng không nhắn tin được bởi vì con không có điện thoại. Anh mua iPhone X rồi em về đi.
Thế là với con về thì anh cũng góp ý, gọi như là vừa góp ý mà vừa cầu xin là bây giờ nhu cầu anh cao quá thì bây giờ em cũng phải bố thí cho anh cho nó đúng nhu cầu. Anh chỉ xin đúng cái điều đấy thôi, còn lại anh có thể chiều em tất cả mọi thứ. Cái tính thứ ba là giống như là anh ấy vừa chia sẻ là anh ấy quá kỹ tính, mọi thứ trong công việc các thứ của anh ấy rất là chỉn chu và anh ấy rất là zin, rất thích tranh luận đúng sai với cả vợ. Dạ con mong muốn ông xã con thay đổi điều gì nè? Con không hề mong muốn anh ấy thay đổi bất cứ điều gì, tại vì là tất cả những cái điểm dù xấu nhất của anh ấy thì con đều rất là yêu. Đội ơn em. Đội ơn em. Thôi chúc mừng hai đứa con đã tìm gặp nhau và yêu nhau và xây dựng gia đình với nhau, và chú chúc cho hai đứa sẽ ngày càng thăng hoa hơn nữa. Yêu thương nhau nhiều hơn, và đặc biệt là trong công việc sẽ phát triển và thành công hơn. Chương trình rất là tuyệt vời ạ. Trời, chăm lo cho vợ quá. Nâng niu quá hả? Trước tiên xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Minh Thùy, làm nhân viên kinh doanh ở Tiền Giang. Hai chồng Tiền Giang lên đây hả? Dạ. Ủa nhưng mà các em là có phải là khán giả thường xuyên của chương trình Vợ Chồng Son không? Dạ có. Nhưng mà thường anh nhớ là ở dưới quê á, là ngủ rất sớm, đúng không? Mà chương trình thì là phát 10 giờ mấy thì là hai vợ chồng vẫn còn thức để xem. Anh thức khuya lắm anh. Thức khuya? Dạ. Dạ anh tới 11 giờ mới ngủ. Có nghĩa là coi xong chương trình rồi ngủ phải không? Dạ. Trước tiên thì anh xin đại diện cho ekip thực hiện chương trình Vợ Chồng Son rất là cảm ơn hai vợ chồng đã dành thời gian để đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi, mời em giới thiệu với mình. Em là Nguyễn Thị Phụng Vân, là nhân viên văn phòng ở Tiền Giang. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong một trường hợp nào? Dạ, cách đây 7 năm. Là cái chương trình tụi em ở cái túp xá, anh này cũng ở cái túp xá. Thì cái túp xá mà tổ chức một cái chương trình là duyên dáng những túp xá, là dành cho những người đẹp trong sinh viên á. Em thì là thủ quỹ của chương trình, anh này thì được mời làm cố vấn. Thì cái em về nhà thì có con bạn cũng làm chung với em, nó về nó quảng cáo. Có cái anh Thùy đó đó, ảnh nói chuyện hay lắm, ảnh phong độ đẹp trai lắm. Em thì em chưa có lên, tại ngày đó em bận việc. Em lên em nghe nói vậy, thôi để mình vô mình coi thử cái anh này là cái gì mà sao quảng cáo dữ vậy. Cái ngày thì họp gặp lại cũng đẹp trai, cũng phong độ, nói chuyện cũng nghe hay hay. Rồi cũng thích. Ai cua ai? Em cua anh trước. Vậy hả? Tại biết đâu, tới chừng mà lên đó mình cũng đang hướng dẫn mấy bạn này nọ các cái, tự nhiên thấy có con cô nhìn mình cười cười cũng dễ thương, mà cũng tròn tròn như cái hộp mít vậy đó, mình thương. Nghe ông đã giống hộp mít có buồn không? Dạ không, tại hồi xưa em chọn hơn bây giờ nhiều. Tức là Thùy khẳng định là nhờ giống hộp mít thì mới thương. Mỗi người mỗi gu em ơi. Bao lâu thì Thùy mới em mới tấn công anh Thùy? Tấn công liền. Tấn công liền. Tấn công liền. Tấn công sao Thùy có nhớ không? Khi mà tấn công liền á, nhìn nhau rồi bắt đầu mới để ý nhau, rồi mới tiếp xúc nói chuyện, rồi đi uống cà phê để bạn về công việc của trong trường. Bên cạnh đó thì hai đứa quen nhau luôn. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Tháng. Một tháng? Dạ. Một tháng sau quen là hôn liền chưa? Cho là hôn. Cho là hôn hả? Nhưng mà cuối cùng có cho không? Thì giờ thích rồi thì nắm tay được rồi thì không. Em chủ động trước hay vợ chủ động trước? Lúc mà quen nhau thì vợ em chủ động, nhưng mà tới lúc không vợ thì là em chủ động. Dĩ nhiên lẽ là để chủ động hoài đúng không? Mình đàn ông mà đúng không? Rồi nè, lúc hai bạn quen nhau á có khó khăn, có gặp gỡ nhau? Khó khăn trùng trùng luôn. Khó khăn trùng trùng luôn. Dạ, biết trước là hai đứa không thuận nhau. Em là tôi con mèo, ảnh là tôi con chuột. Ra trường chắc cưới nhau không được đâu, tuổi này ba má không cho cưới, thôi quen nhau đi, ra trường rồi tính tiếp, không ấy thì chia tay. Mèo chuột đó phải không? Dạ. Cưới ngọ mèo dậu. Dạ. Cuối cùng rồi gia đình có cấm cản. Dạ, hai bên cấm cản hết. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì em mới nói với mẹ câu giờ mẹ không cho con cưới là con đi theo à, chứ giờ con thương rồi mẹ nằm mỏi mối nhiều người quá em không chịu. Dân thì nói với ba mẹ là nếu mà ba mẹ không chịu con đi theo không, còn em nói với ba mẹ em sao? Cưới vợ thì con cưới Vân, còn không cưới thì con không cưới ai hết. Rồi Vân ơi, sau khi mà mẹ em nghe em nói cái điều đó thì bên gia đình em như thế nào? Mẹ nói nếu mà giờ ta mày nói vậy hả, thôi vậy nếu mà ta có quan hệ ta cho cưới, chứ giờ mà theo không người ta làm sao? Rồi mẹ em cho cưới. Thực sự lúc đó thì hai gia đình lúc trước là không biết nhau, nhưng mà khi gặp nhau thì cảm giác cũng hợp xuôi. Rồi cũng tiến tới hôn nhân cũng suôn sẻ. Thế giờ chàng rể này là có lấy lòng được ở bên gia đình vợ không? Má vợ thương con rể hơn thương con gái nữa. Vậy hả? Dạ thương lắm. Lấy nhau về á rồi có bị bể mộng cái gì không? Có chị, gia trưởng. Gia trưởng? Gia trưởng sao? Em mặc đồ áo là em phải thay 2-3 lần em mới vừa ý ảnh. Em mới được cái áo này xấu em thay áo khác cho anh. Em thay cái đó được rồi, cái quần này xấu em thay quần khác cho anh. Thay xong rồi cái giày này không đẹp em thấy đôi giày khác cho anh. Em quay vài vòng em mới được đi ra khỏi nhà. Vậy hả? Nhiều lần lắm. Bữa nay là cái đầm cô dâu này hay mấy lần? Chương trình cho em không có thay. Dạ vâng, mình nói là phụ nữ không có phụ nữ xấu, chỉ phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Nên vợ mình thì mình biết mình làm cho vợ mình đẹp hơn để mình ra đường mình thấy mình tự tin. Đó là ý em là vậy, cho em bắt vợ em phải theo ý em đúng không? Dạ, nhưng mà có cái vợ em có mắt thẩm mỹ rất là hay, nên là em cũng phải dè chừng coi cho vợ em. Tại vì vợ em thích mặc áo thun ngắn, quần sọt ngắn,
rồi đi dép lào đi ra ngoài, nhưng mà lúc đó giống như cái hộp mít đi ra ngoài vậy đó, nên là thấy cũng ngại ngại. Bây giờ em phải sửa soạn kể cả áo là mặc áo nào, coi coi nó được, nó không, nó che những cái khuyết điểm của vợ để nó tôn những cái vẻ đẹp của người phụ nữ lên, thì mới lúc đó em mới cho ra ngoài. Có nghĩa là em mà bắt vợ kiểu vậy, có nghĩa là em rất mê cái đẹp đúng không? Dạ. Vậy em có thích gái đẹp không? Dạ thích chứ. Có thích ngắm nhìn gái đẹp không? Dạ thích. Gái sexy. Gái sexy nếu đẹp vậy nhìn. Em thì nhìn phải đẹp. Rồi về á, em có bao giờ em bắt vợ em mặc đồ sexy không? Hay là không cho vợ mình mặc đồ sexy? Có hai dạng nha. Em thuộc cả hai rồi. Cả hai rồi á. Thì mới đầu em là gia trưởng khó tính, không cho vợ mặc đồ sexy khi ra ngoài đường. Nhưng mà sau một thời gian á, là em về em sống với vợ á, thì hầu như mình cái tình yêu nó cũng cảm hóa em đi. Em cũng không có còn kỹ tính nữa. Rồi lúc đó vợ thích cái gì á, thì mình cho mặc cái đó. Nhưng mà cũng phải theo cái nó làm cho vợ đẹp hơn. Rồi gia trưởng gì ở nhà là có phải ảnh là người quản lý tiền bạc không? Dạ, quản lý tiền bạc. À, không có, mình chỉ là quản lý chi tiêu thôi, còn tiền bạc vợ vẫn giữ. Ủa, vậy là em giữ rồi. Em đâu được xài đâu. Sao vậy? Em nắm chìa khóa két mà. Đây là ngân hàng và thủ quỹ. Em chi không mà em giữ. Nhưng mà em là cái người cầm tiền thì em muốn mua, muốn ăn, muốn mặc, muốn xài, muốn làm gì. Dạ không đâu, thử mua gì không gì anh cầm gàm cả ngày chưa hết đó chị. Trời ơi. Em nở em thích cái áo đó quá. Em mua gì không gì anh. Em có biết cái áo này nó không có đẹp, em mua như vậy, mua mà không mặc được. Em biết không, để con cái khác đẹp hơn. Nó cả ngày vậy đó. Nói riết rồi em nói thôi em cho anh cái áo luôn, em không bận. Theo từng người phụ nữ khác á, họ có dáng chuẩn á, thì họ mặc nó ôm nó đẹp. Còn vợ mình á, khi mà nó ôm á thì được bao nhiêu ngắn là nó đưa ra hết, nên là không có được đẹp, nên mình mới không thích cái áo đó. Cái đó là mặc không đúng là cũng hay bị càm ràm. Thường người càm ràm là hay nóng tính. Dạ, nóng tính. Chồng em có nóng không? Có hay la em không? La hoài, la ngoài đường luôn chị. Đâu la sao đâu, la ngoài đường giống la trong nhà. Có lần nào la mà em khóc không? Có chứ, đợt đó đi đổi vàng sắm cho cọng dây cho em đeo, với bông cho em đi làm. Ra tới tiệm vàng lựa được cọng dây chuyền màu trắng, xong cái em thích cái bông màu vàng đó quá, em mua. Ông lại ông thấy ông la ông sầm, em có biết là cái bông này á là không có hợp với cọng dây chuyền không, giờ mua vậy là làm sao mà đeo, đeo ai mà coi, mà em thấy nó bình thường, nó có vấn đề gì đâu. Ông la ông nguyên cái tiệm vàng cũng dòm em trơn. Xong mua bộ quá em bỏ em đi về luôn. Có quay trở lại mua cho vợ không? Mua luôn rồi. Vậy giờ em vợ mộng về bà xã em. Lúc quen nhau thì vợ cũng nấu ăn, rồi lúc đó mình la thì dạ, Nguyên ngoan hiền. Tới chừng mà cưới nhau rồi thì về không biết nấu món gì khác hết trơn. Cũng có mấy món thời sinh viên à. Em nói thiệt đi, lúc em nấu là em mua đồ. Em nấu. Nấu cái sao vợ xuống cấp vậy em? Từng ăn có 3 ngày còn nấu được, giờ từng ăn có 7 ngày biết nấu gì giờ. Ủa chị hỏi nè, cho tới bây giờ là chồng vẫn quyết định tất cả mọi việc của em ở nhà hả? Giờ thì em được định một nửa. Không, chị đang hỏi là cái của em, rồi cái cá nhân em, ví dụ như quần áo vậy em được tự do. Dạ được. Quyết định chưa? Đồ đạc của em được tự do, dạ, mua được chưa? Dạ được rồi. Tại vì đó là cái năm đầu tiên cưới nhau. Cái mỗi lần mà anh lựa cho một đồ nào đó em ra đường, các bạn theo sao nay mặc đồ này đẹp nè. Thì mới nhớ này chồng lựa. Vậy coi lại cũng thấy chồng lựa đồ cũng mình mặc cũng thấy đẹp hơn hồi đó. Có nghĩa là em đã từ từ em học theo cái cách lựa đồ của chồng rồi gì đúng dạ, không? Dạ, từ từ em học quen rồi. Dạ quen. Rồi, bây giờ anh hỏi nè, em mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì nhé? Đừng có gia trưởng nữa, với lại hồi mới cưới về cái gì mà đi làm về bao nhiêu bực tức xả vào người em hết. Về nhà có hai chồng mà không nói chuyện nghe hết trơn, dòm đăm đăm vậy nè. Em thấy sợ quá em cũng không nói gì luôn. Em để cho nó đã đi, cái xong cái hết xả hết rồi. Cười vợ này nó cười em vàng vậy vợ. Y như hai người khác nhau vậy đó. Xong em mới bực lại em nói lại. Mắc mớ gì vậy, tự nhiên tôi về tôi có làm gì anh đâu, ông đâu mà sao mà ông là ai, ông làm người ta là ông bực ông gì, ông nói tôi tùm lum hả? Ngay tháng hai nữa về có bực dọc thì chia sẻ với vợ không? Hả? Rồi. Em muốn vợ thay đổi gì? Và thay đổi là cái cách chi tiêu trong gia đình. Tại vì cái người phụ nữ trong gia đình là cái người giữ tiền, nên là khi mà chi tiêu cái gì đó mà vợ không hiểu mình đang làm gì thì cái tài chính gia đình nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi còn em muốn chồng thay đổi gì nữa không? Thêm gì nữa? Đừng khó tính đi. Nhưng mà bây giờ thấy là thấy chồng cũng có vẻ chiều. Nên là giờ là chiều là cũng mấy năm mới chiều chứ năm trước đâu gì đâu có chiều. Thì có nghĩa là ở đây là cái đồ thị mà tình yêu của tụi em, cái tình vợ chồng của tụi em là đi lên. Dạ. Đó, cho nên rằng chị cũng mong rằng là những cái mà tụi em mong muốn thay đổi về nhau á, thì mỗi đứa gọi là dẹp bớt cái tôi của mình lại để mà cho cái gia đình của em càng ngày càng hạnh phúc. Cứ thấy là cái mới đầu là căng thẳng nhưng bây giờ là khỏe rồi. Dạ. Bây giờ là bạn này còn 50 thôi, đúng không? Rồi bạn này cũng nghe lời chồng những cái chuyện mà chồng yêu cầu rồi. Thì sau này cố làm sao mà hai người hợp nhất vô làm một. Chúc cho hai em mãi mãi giữ cái lửa hạnh phúc như thế này và cuối năm sẽ có tin vui ha. Chị Thiên Hạnh. Chào. Xin chào hai em. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thanh Long. Năm nay con 30 tuổi.
hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là con con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng. Con giới thiệu đi. Con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm luôn con. Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh hả? Mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên bị chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Rồi con, như vậy là... con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con ấy nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, dạ, con cũng chả nhớ về ông này. Không có ấn tượng gì cả. Thực ra con cũng bị cận vậy ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Con đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Rồi con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ, thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là
thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ấy ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp, bởi vì thực ra lúc đấy còn hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài, làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông có, có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Thế là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ mình làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy. Vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ. Việc đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bãi để tóc dài. Tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Ra thì hôm đấy là quá mệt, bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá, thế là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ấy ạ. Thôi, chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu, bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ. Cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Cũng bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con. Thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp mà đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bãi thức đêm mãi không ăn uống, thương quá cho nên lo đi rồi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ,
không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ấy ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô có thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Anh ấy nhận bê cho thấy gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Rồi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Em có bận không hả? Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì mình nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi làm nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không, không đã muốn bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Thật giấu thật không nói hết. Đúng mà trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe về những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À, thứ người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế nào? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để mà cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất đẹp trai xinh trai nhá.
Ủa mà con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15. 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. À đúng rồi, đúng rồi. À. Ủa chứ rồi. Ông bà nội đấy có thằng con trai thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ. Cũng không, bình đẳng không lắm. Ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Đích tôn, đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp dạ, xong tốt hết nghiệp. Rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. À tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là nghĩa là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là... nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Ồ. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh thì với cả kiểu như là con cũng ở cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Tại vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi, cái stress với lại cái trầm cảm là sao sinh. Những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu và mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó.
bé nó sợ, bạn sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là, tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái, với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con ngủ, phải nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Ví dụ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để bây giờ mình cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tình lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. Còn. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình cũng là ở bên cạnh anh ấy, kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Đó. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể thật xấu của vợ luôn đi.
Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Nhưng sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm, vẫn họ quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng chưa hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. Rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á. Nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á. Được lắm á nha, mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình,
đang trong cái giai đoạn này thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó, và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ ôi, nhá, để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Ừ. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Ừ. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha.